từ siêu là quay thực tế nha. Ở đây là giấy tờ có đầy đủ đó. Thì máy của nó là máy Cummins, Cummins 600 nha quý vị đó. Cummins 600, dung tích của nó là chứa được 63 tấn nè. Từ siêu đang có mặt tại thị trấn Bầm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Có một chiếc vỏ ghe đang tìm chủ nghề cào sim. Vỏ này cây sao với bình linh. Bây giờ từ siêu sẽ lên khám cho quý vị xem. Cứ gọi cho chủ nha, giá là 420 triệu, thương lượng nhẹ, giấy tờ đầy đủ. Cứ từ từ nha, đi theo từ siêu sẽ nhận được nhiều niềm vui và giá trị. Đây chiếc mũi nha. Vậy là mới sơn lại hả anh? Mới sơn lại. Dạ. Tiền Giang 94889TS. Giấy là cũng lưới kéo luôn hả? Giấy lưới kéo luôn. Ờ. Vậy là keo là nguyên con. Nguyên con, cái này cũng ghe đóng nguyên con luôn. Dạ. Ghe đóng mà. Keo nó dày không? Keo dày 4 lớp á. Ừ. Rồi đường dây neo, neo ở đâu? Không, bán vỏ không à. Ờ, vậy là mấy kia anh xử hết rồi hả? Mấy kia bán cho chay đó rồi, bán dạ. Món hết rồi. Dạ. Vậy là bán vỏ không? Là giá 420, thương lượng nhẹ. Đúng rồi. Dạ. Rồi giờ lên khám nghe quý vị. Đi theo từ siêu thì quý vị có nhiều cái hiểu biết mới ha. Xem được nhiều cái hay. Mỗi dùng mỗi khác. Không làm thì gã quý vị ơi. Vậy là lan can anh mới làm lại luôn nè. Nó phần trên đó là làm lại đó. Đó. Không, quý ghe này nó nguyên thủy vậy đó. Nguyên thủy luôn hả? Đúng rồi, đó giờ nó vậy đó, chứ đâu làm gì đâu. Im ha, thấy đẹp quá ha. Cái pin đồ còn mới, lan can mới luôn mà. Dạ. Này, hồi đóng tới giờ nó vậy đó, đâu có hư đâu mà làm. Dạ. Ủa cây gì anh? Cây sao á. Cây sao hả? Ừ. Có cây gì khác nữa không? Sao công bình linh. À, cây sao với công bình linh. Thì còn cái vỏ không nữa quý vị. Rồi bây giờ lên khám phần hàm mũi nữa nha. Wow, chiếc này bự à. Để lên được, từ từ. Cũng cầu sim luôn. Về phần kích thước đi, bây giờ nói kích thước đi, ngang nhiêu? Ngang nó là 6m2. Dạ. Dài nó là 19m. Dạ. Thâm hạ nó 2m55. Dạ. Đo hũ bị trên là 2m7. Dạ. Hũ bị là 2m7 hả? Đúng rồi. Ừ. Vậy là trên đây là 2m7 ha. Đúng rồi, còn xúc dưới là 2m55. Dạ. Cây sao với bình linh. Đó. Cây sao xưa của gì? Vậy là sao xưa là sao xanh hả? Rồi cây xưa mà, sao xưa là dạ. Cũ cũ chứ xài 20-30 năm chưa thì hớn gì. Dạ. Thì ở đây là quý vị đến xem lần nữa nha. Đó, mình thấy phần này là được nha quý vị. Đó. Còn cho thợ lại đục nó rồi kiểm tra coi. Này, nhìn trong đây nè. Nó vừa có cái lỗ đó. Kiểm tra coi nó có bị gì không nha. Là cái vỏ không à. Thì nếu mà về muốn im nữa thì dầu cũ nhất cặn cứ làm vô thôi. Đây lót bi tiết luôn hả? Hả? Lót bi tiết nè. Đó. Đúng rồi, ở vậy là phần mút á, là mút miếng hay là mút thổi ta? Mút này mút miếng. Mút miếng luôn ha. Mút miếng. Đó. Nắp hầm này thì anh cũng chưa có làm. Đó. Nắp hầm này có làm đây không hay là để gì luôn? Nắp hầm chắc để gì luôn á. Để gì luôn ha. Hầm đá là còn ok. Ờ. Hầm đá vẫn còn kín bình thường. Dạ. Hầm đá này nhìn được nè. Không bị gì hết á. Này về nếu mà muốn im nữa thì sơn nó. Sơn lại là im liền. Nhầm người ta kỹ người ta sơn lại á anh. Đúng rồi. Dạ. Còn này cây mình cây giữ mà sơn chi. Dạ. Làm tàu tải ha, là đúng bài ha. Ủa giờ phần giấy tờ nó sao anh? Giấy tờ thì giấy tờ hợp lệ. Giấy tờ là trong giấy nó lưới kéo hả? Giấy lưới kéo. Ờ. Nó làm nghề cầu sim lúc trước ha. Nghề cầu sim đúng rồi. Ừ, cái lỗ này là để chơi truyền cây cái chơi á, cái tời á. Đúng rồi, cái láp để nó chuyển động cái tời đó. Giờ vô phòng thầy công nè. Thì mỗi người á thì đều có một cái ý kiến riêng, suy nghĩ riêng. Nó thời điểm này á ghe nó rẻ quý vị. Nó ai mà có vốn thì mua đem về làm tàu tải rồi nói chung là muốn làm gì làm tùy theo. Ghe này thì làm nghề cầu sim đó. Và cái máy nó không còn nha quý vị. Đó. Phòng tài công nè.
về thì dọn là theo ý mình nha. Ở đây thì người ta cũng sơn lại đó. Đây thông xuống dưới gan sao nè. Rồi giờ gan sao xem nữa. Nó giờ còn cái vỏ không vậy đó. Ghe là đóng tại đây luôn ha anh Trường? Ghe đóng Vũng Tàu. Đóng Vũng Tàu ha. Ờ, vậy là mẫu này của Vũng Tàu. Phần này phần hầm lái nè. Anh mở giùm em cái anh. Mở lên luôn đi. Ừ, cho anh coi. Lên không? Có cây nại không? Cái đầu nại lên cái này. Ừ. Bên đó được không? Coi bên được rồi. Rồi coi đây đi. Dạ, dạ. Dạ. Này là hầm nước lắp keo. Ừ. Kính bích. Này giờ phá rồi. Này là hầm nước cũ của nó ha. Này về đem mình đựng nước cũng được. Nó làm tàu tải á, mình lại, làm lại. Thôi. Dạ. Đó... Này cũng 4 5 khối nha quý vị. Đó. Về thì chế biến lại quý vị ơi. Phần này thì nhà này có xá. Ừ. Lái nè. Để chứa phi dầu. Vô bên trong, bên đây bếp nè. Hai bên. Hầm máy này á, theo từ siêu á thì dùng này khác. Nếu mà về Kiên Giang á, mình chế biến lại nó theo ý mình. Cũng là mỗi dùng mỗi khác. Cái này nó cũng chứa được cỡ mấy chục phi dầu ha, trong đây nè anh. Đúng rồi, chứa nhiều á. Dạ. 40 phi á. Lúc trước cái máy nó là máy gì anh nhớ không? Máy đó là máy K19. Ờ, Cummins K19 ha. Là Cummins G3 hả? Đúng 600 rồi. Ngựa. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Nó chạy hộp số nhiêu anh nhớ không? Chạy hộp số là 12 tua. 12 tua. Rồi cái lắp của nó. Lắp 127 luôn. 127. Ờ. Là mấy phần đó là xử hết rồi. Xử hết rồi. Dạ. Rồi bây giờ lên quay giấy tờ ha. Lên quay giấy tờ đi. Rồi để quay sau lái cho quý vị xem lần nữa nè. Lái này có ốp inox không ta? Không, lái này dán. Vậy là keo không hả? Không inox ha. Rồi ra sau quay cho quý vị xem nữa. Đó, sau lái đó. Lái bầu xe của Vũng Tàu đó. Chứ này làm tải là đúng bài nha quý vị. Làm tải với tàu cái. Đó, đánh lưới. Đánh lưới cũng được ha anh Trường. Lưới loại lớn. Đúng rồi. Ừ. Mà chiếc này mà nó tại nó có xá mà lái bù xè mà ở trong là nó có xá luôn á. Đúng rồi. Phần cabin thì thấy còn ngon lành đàng hoàng đó. Rồi bây giờ mình lên quay giấy tờ nha. Lên quay giấy tờ. Mọi thứ thì cứ gọi cho chủ nha. Số điện thoại trên màn hình á, gọi cho chủ. Mình thì ở đây quay giúp cho anh chủ thôi. Đó, đăng lên kênh. Số điện thoại của chủ á, gọi cho chủ. Nó nhìn chiều xéo nè. Mẫu của Vũng Tàu đó quý vị. Từ siêu là quay thực tế nha. Ở đây là giấy tờ có đầy đủ. Đó. Thì máy của nó là máy Cummins. Cummins 600 nha quý vị. Đó. Cummins 600. Dung tích của nó là chứa được 63 tấn nè. Đó. Thì đây là tiền á, là anh sẽ chịu tiền công chứng ha. Tiền công chứng. Còn sang tên là tự làm mên. Tự chủ làm. Ừ. Vậy là phải về đặt máy Cummins hoặc là máy Mitsu hoặc là máy Yanma. Muốn đó. Mua vỏ không thì cắt cái máy ra, muốn gắn là máy nào cũng được đó á. Dạ. Nó dễ lắm. Là máy Hino không được thôi. Đúng rồi, trừ máy Hino là thôi. Dạ. Đây là sổ đăng kiểm nè. Đó. Lưới kéo nha quý vị. Lưới kéo. Đủ thứ hết trơn, có hết nha quý vị. Đầy đủ hết trơn. Rồi cứ gọi cho chủ nha. Ở đây mình quay gặp chủ thực tế gì đó, không qua cò. Đó, quý vị cứ gọi chủ thương lượng. 420 ha. Rồi, chúc anh mau gã. Rồi bye bye nha. Rồi, chào ông giả. Dạ.